Actor Kurumi Hibo thông báo sẽ buộc Jennie Blackpink lên tiếng về tin đồn hẹn hò. Không dừng lại ở việc lan truyền hình ảnh cá nhân, Kurumi Hibo tiết lộ sẽ có kế hoạch khiến Jennie Blackpink phải lên tiếng về tin đồn hẹn hò với V, BTS, trong quãng thời gian nữ idol chạy lịch trình tại Paris, Pháp. Mới đây, thông qua nhóm chat trên mạng xã hội Telegram, Kurumi Hibo đã để lại lời nhắn có nội dung gửi đến những ai tin vào sự thật. Những ai đã, đang và sẽ ở Paris vào những ngày tới, các bạn có thể liên hệ với tôi. Vì rất nhiều người ủng hộ, tôi đang lên kế hoạch khiến Jennie phải ngừng im lặng. Đã đến lúc phải đối đầu với cô ấy rồi. Cảm ơn các bạn. Chỉnh sửa lại một chút, chúng tôi sẽ chỉ hỏi cô ấy theo cách thông thường thôi. Hộp thư của tôi sẽ nổ tung nếu tôi làm tổn thương đến Jennie mất. Sắp tới, Jennie sẽ bay tới Paris, Pháp để tham dự tuần lễ thời trang. Người hâm mộ đang đứng ngồi không yên trước lời thông báo mang đầy tính đe dọa và khiêu khích từ tài khoản Kurumi Hibo. Tất cả đều hy vọng IGN sẽ sớm có động thái để bảo vệ nghệ sĩ. Trước đó, một tài khoản khác trên Twitter có tên Tanlay đã đăng một loạt ảnh có gắn watermark của Kurumi Hibo. Không chỉ ảnh của V và Jennie bị dò dỉ, mà còn có sự xuất hiện ảnh của nhiều thần tượng khác như Jimin, BTS, Girl Dragon, Big Bang, Kai, EXO, Lucas, NCT. Người này cho biết mục đích công khai loạt ảnh trên là để hạn chế sự tự cao và ảo tưởng quyền lực của Kurumi Hibo. Người hâm mộ của tất cả nghệ sĩ bị vướng vào sự việc trên đều thể hiện sự bức xúc trước hành động lan truyền hình ảnh riêng tư. Dù với lý do gì, thì đây cũng là một việc làm sai trái. Hiện tại tài khoản trên đã biến mất khỏi Twitter. Ngày 29 tháng 9, Bygit Music đã có đăng thông báo về việc đang tổng hợp bằng chứng về hành vi gây hại đến danh tiếng của BTS. Đơn khiếu nại và các hồ sơ liên quan đã được chuyển đến văn phòng công tố và bằng chứng vẫn tiếp tục được thu thập. Người hâm mộ tin rằng thông báo này nhắm tới Kurumi Hibo. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Kurumi Hibo cho biết chưa nhận được chat văn truy tố nào và vẫn giữ trạng thái thản nhiên đối với sự việc trên. Việc Kurumi Hibo chưa nhận được lệnh triệu tập được cư dân mạng suy đoán có thể do hồ sơ khiếu nại vẫn đang trong quá trình xét duyệt. Điều tra và khi phía cảnh sát lẫn Bygit thu thập đủ bằng chứng, Kurumi Hibo sẽ phải hầu tòa.